chuyển mút đi. Bây giờ mình sẽ nói về kỷ niệm vui nhất. Thời gian giữa bọn em nhau nó dài quá, cho nên là trước khi tham đến chương trình là cũng đã vợ chồng nó cũng hỏi nhau rồi, em ơi kỷ niệm vui của mình là cái gì? Không nhớ được vì nó quá nhiều. Đấy, nhưng mà kỷ niệm vui nhất thì cũng không hẳn là nhất, nhưng mà kỷ niệm vui thì chỉ là những cái lần đi chơi hồi sinh viên với nhau. Vừa nãy là Sơn kể, còn Vy thì sao? Em thì em nghĩ là cái giai đoạn mà tức là Sơn có đề nghị với em là đưa em về nhà là mất của mình đang là Sơn. Tức là em nghĩ thời điểm đấy thì chắc là em nghĩ là đàn ông họ sẽ nghĩ nhiều hơn về cái việc mà đưa một người phụ nữ về nhà, là họ cũng xác định một cái gì đấy lâu dài với mình. Em nghĩ đến một thời điểm cũng khá đáng nhiều với chị người. Và okay. Em được nghe là đây em là người phụ nữ đầu tiên mà Sơn dẫn về nhà chính thức của bố mẹ. Hơn 4 năm sau đó thì hai bạn đã quyết định sẽ cưới nhau về nhà. Vậy thì câu hỏi ở đây là vì sao mình cưới? Thực ra thì cũng không có một cái nguyên nhân sâu xa nào cả. Hai đứa đều thấy là thời điểm này là điều thích hợp. Vậy thì hai là người chủ động cố hôn và hai là người chủ động người ra lời làm. Rồi hai đứa là đều đã tính rồi. Rồi. Ok, là thời điểm này là mình cưới như thế. Là về nói chuyện với bố mẹ, em cũng về nói chuyện với bố mẹ là thì là bọn mình cưới thì bố mẹ sắp xếp về nó đi một chuyến. Cả hai gia đình nói chuyện. Sau khi chuẩn bị hòm mọi thứ xong gần hết rồi ấy, em của em mới cầu hôn. Khi nhận được lời cầu hôn thì em có cảm thấy bất ngờ không? Hôm đấy là cũng lại là đúng là nó là một nơi suýt chia tay, nó lại là một nơi mà mình hôm đấy là lúc thấy chở em đi cứ vòng đi vòng lại một cái chỗ của em cãi nhau. Cứ vừa đi xong vừa nắng cứ tìm xung quanh cũng hiểu tìm ai hỏi cũng không nói, hóa ra là tìm cái bạn đang cầm hoa nói chuyện với nhau như nào đấy. Sai cái địa điểm. Thế chở em đi, chở em lại 10 vòng cái chỗ đấy luôn. Tức là cái thằng đấy, nó lại cứ tưởng là em lại đang dẫn nó là cái này. Nhưng mà thực ra là em đang đi tìm nó. Nó lại đi sau lưng em. Em quay đầu thì nó cũng quay đầu. Mình không thấy nó ở đâu cả. Mà kiểu mà không dám gọi điện thoại. Sợ gọi điện thoại là lỗ. Là em cứ đi tìm. Vậy thì hai bạn đã yêu nhau được bao nhiêu lâu rồi? Em với vợ thì yêu nhau chính thức là được khoảng 5 năm và 6 tháng. Hôm nay còn tính cả tháng. Bởi vì được đấy. Duyên gì đã để hai bạn gặp gỡ nhau? Bọn em thì là học cùng trường đại học. Thế ra không học cùng lớp và cũng không học cùng khoa. Em thì là tham gia các hoạt động đoàn đội của thanh niên. Đấy thì năm nay là năm 2014 và trường có tổ chức một cái đi tình nguyện. Volunteer ở Tuyên Quang đi trong vòng 3 tuần thì vô tình là em và vợ lại cùng trong đội đi rồi, và sau 21 ngày thì em yêu được chứ. Yêu luôn. Yes. Yêu luôn. Tức là kết thúc cái khóa tình nguyện đó. Đi về Hà Nội là yêu. Trong 21 ngày này muốn được khai thác là ngày đầu tiên các em gặp gỡ như thế nào, hai người có ấn tượng gì về nhau? Gia đình trước đây của em ý là không hề biết nhau luôn. Trong 21 ngày đấy thì không giống như cuộc sống thường ngày lắm. Ví dụ như là ở ngày thì mình có smartphone, có internet các thứ, nhưng mà đấy thì không hề có gì cả. Và bọn em chỉ làm những công việc đúng như là mang tính chất thiện nguyện, ví dụ như là dạy học, rồi giúp đỡ người dân ở đấy trồng cây, rồi nhân dân kiểu như thế. Cho nên là cái thời gian mà bọn em kiểu chỉ có chơi với nhau là chính, chứ không có thời gian mà dành cho những cái việc khác. Cho nên là em nghĩ nãy khi mình đạt trong quá trình đấy nó rất là dễ. Thực ra là trước khi đi ấy, thì thực ra là em đã để ý đến vợ em rồi. Vì là trước khi đi là sẽ có danh sách những cái người mà sẽ đi. Thì em cũng lướt qua danh sách là mình thấy một đấy xinh quá. Thế là em mới hỏi bạn trong lớp, một bạn trai trong lớp. Còn bạn ấy của em mới bảo là ôi con bé này ngày xưa tao tán. Ôi bé này ngày xưa tao tán nhưng mà không đổ. Giờ nó ngoan lắm. Đấy đi tìm người như thế thì có cơ hội thì cứ thử xem. Đấy thì em gọi là con đang mò vào Facebook bạn thứ thì phải thứ nhất bảo ồ bé xinh. Trước khi đi là cũng đã nảy ý nhưng mà là hy vọng là lần này đi là sẽ gọi là tán được em đấy. Đấy thế còn Vy thì sao, ấn tượng đầu tiên của em khi gặp anh chàng phải gọi là cao, to, đẹp trai, lại là cán bộ đoàn đội nữa.
thực tế thì tức là bọn em trước đây thì không hề quen nhau, nhưng mà tức là thời gian trước đấy thì ở trường em tổ chức cái cuộc thi Mr ấy. Thì anh này là Nam Vương của cuộc thi đấy. Ôi giời ơi, vấn đề một chỗ là không mấy em lại có ấn tượng không hề tốt, tại vì kiểu thế, kiểu cũng bênh báo ấy, cái kiểu thế nên em lại không thích cái kiểu đấy. Người ta là Nam Vương mà kiểu đó là bênh. Đến lúc mà đi tình nguyện đấy thì bọn em cũng không hề để ý gì cả, bình thường như bao người khác thôi. Xong về sau thì bắt đầu có ấn tượng từ bao giờ? Không nhớ chính xác lắm, nhưng mà tức là bạn này thì bạn ấy rất chủ động, kiểu tiếp cận em rất nhiều, rất là nhiều hình thức luôn ấy. Chủ động tiếp cận em luôn ấy. Wow. Kiểu thế, em nghĩ là kiểu nói chuyện với nhau nhiều hơn ấy. Kiểu mình cũng mở lòng ra và kiểu tâm sự với nhau nhiều hơn thôi. Và cái tình cảm ấy tự đến với nhau lúc nào em không biết rồi. Thì thời 21 ngày đấy là, tức là sau khoảng 3 đến 5 ngày làm quen công việc, ổn định công việc rồi thì bắt đầu là có những hoạt động để tương tác với nhau nhiều hơn, thì em tìm mọi cách để được ở gần cô bé này. Đấy, ví dụ buổi trưa mọi người ngủ trưa là em nhắn tin. Ban đêm đi ngủ là trước khi ngủ là cũng phải nhắn tin rồi gì hay đấy. Xong rồi ví dụ như buổi trưa nấu cơm đồng chí ấy là không có quạt thì là em phải ra quạt cho đồng chí. Ui. Đấy, tức là mình tìm mọi cách để gần cái thời điểm 21 ngày đấy, trước khi là em có thông tin là cô ấy vừa chia tay người yêu. Wow. Thực ra là vẫn còn đang nhắn tin người yêu cũ, em có được cái thông tin đấy. Đấy, nên là thực ra là cái độ thông tin của em không cao đâu. Anh thử kể thêm việc mà nhiều người thích chung một thực ra chị cũng đoán ra rồi. Ngay trong đội chị nhìn một cái là chị thích rồi. Hồi đấy đi là 20 người thì chỉ có 5 người con trai thôi. Thì 4 người thích bạn này. Wow, tóm lại là em đã cua được hoa đẹp nhất trong vườn. Wow. Cảm xúc của em như thế nào khi mà Vi nhận lời yêu em sau 21 ngày tình yêu? Nhiều có buổi trưa là bình thường là chính là buổi trưa. Đấy, chính là mình đã buổi trưa đi ra ngoài. Là em cũng mò ra thì đồng chí khóc. Em chắc chắn nghĩ là lại khóc được nhiều cũng rồi. Đấy, thế là em không nói, em chỉ đưa cái khăn giấy ra cho con mắt thôi. Ui, em không hỏi. Sao nó phim Hàn Quốc thế? Anh dễ xúc động. Em tính điều là sau, tức là sau gần về rồi em tính điều thôi, có mình luôn. Em thấy có dấu hiệu là xuôi xuôi về phía mình rồi. Đấy, gọi là chốt luôn. Thắng nhanh luôn. Không là ông người yêu cũ là bắt đầu lại em mới quay lại đi với anh các thứ là mình có cơ hội. Đấy, thế nên là em quyết định là trước cái ngày về thì sáng sau là về Hà Nội. Em đã chuẩn bị từ chiều rồi. Em rủ mấy anh em là bây giờ ông giúp tôi mua nến, mua ở đấy cũng không có hoa, vì ở đấy thường họ chỉ có chợ một lần một ngày. Có một cái hàng tạp hóa nhỏ nhỏ. Thì đường sông xe rất khó khăn. Mua nến thì cũng không có nến chạy tin hay gì đâu. Phải mua cái nến nó thắp ở trên bàn thờ. Em mua về buổi chiều là mấy anh em là tìm địa điểm. Thì bảo ở đây có cái hành lang rất học. Anh em là sắp hết nến ra đấy. Và không cho ai biết cả. Và cũng không cho ai được đến mảng lại gần cái trường đấy. Sau khi mọi người diễn văn nghệ và về nghỉ ngơi ngồi nói chuyện trước khi đi ngủ. Em là kéo cô bé này đi với tớ ra đây một tí. Em kéo ra cái chỗ hành lang đấy. Để anh em sau khi thắp nến giúp em xong anh em rút nến nước các thứ sáng trưng ở đấy rồi. Ôi. Sáng như cháy nhà luôn ở đấy. Thế là em dắt vào trong cái vòng tròn trái tim đấy. Thế là em có tình. Em hát bài rồi bắt đầu em nói là thực ra là tớ rất là thích cậu. Thì tớ cũng mong là cậu có những chất nhận làm yêu của tớ. Sau khi đánh đàn là sao? Xong hát xong. Đánh đàn á? Đánh đàn mà hát luôn. Ui. Cái đàn cái dài ấy. Thế thì ai chối cho được. Ai mà từ chối cho được. Thế em thấy đồng chí ấy khóc. Lúc đấy thực ra là cũng gọi là ngôn từ bất lực rồi. Nên là chỉ có biết là ôm với nhau cảm nhận cái tình yêu chớm nở thôi. Và lúc đấy là em đã chính thức em nhận lời đúng không? Vâng. Ngay lập tức đứa trai bảo lời em không thể nào từ chối được đúng không? Đó là đã kịp có nụ hôn đầu tiên sau trước khi nghỉ hè chưa? Tỏ tình không phải hôn luôn nha anh. À, tỏ tình hay là hôn luôn. Trong tối ngày thứ 21 là đã có nụ hôn đầu tiên. Vậy thì nụ hôn đầu tiên là sao? Không cảm nhận thế nào? Nó cũng trông nhàng lắm anh ạ. Nó làm sao cơ? Vội vàng. Vội vàng.
kỷ niệm vui nhất và buồn nhất khi yêu nhau, các em còn nhớ không? Buồn nhất thì chắc để rồi, buồn nhất thì em phải nói. Các anh có vẻ bị tổn thương nhiều quá. Buồn thì có hai câu chuyện buồn. Đấy là sau khi yêu được 5 tháng thì em có làng nhằng với một em ở trường đại học. Nhắn tin gọi là có cưa nhau hơi trên mức anh em bạn bè một cơ mà em có phát hiện được. Đời cãi nhau cũng to, khóc lóc, rồi may là được vợ tha thứ. Chị rất tò mò, chị muốn biết là Sơn đã nghĩ gì khi để cho cái điều đó xảy ra. Bản chất em cũng tự nhận là mình hơi lăng nhăng một chút. Và đôi khi đó là cái bản chất ấy. Và đấy là cái tính xấu của em. Em phải tự nhận là như vậy. Nhưng cũng may là biết được dừng và được tha thứ. Đấy là hai cái mà em biết hơn vợ. Về kỷ niệm buồn được làm không? Kỷ niệm thứ hai thì cũng mới đây thôi, cái đây là của hơn một năm. Đấy là thời điểm sau khi ra trường, em bắt đầu đi làm, bắt đầu có cái ý định là sẽ về nhà làm gia đình. Nhưng mà thời điểm đấy vô tình em lại bị cho nghỉ việc công ty, và thời điểm đấy cực kỳ là áp lực về mặt kinh tế. Và đấy là nghỉ việc mất 3 tháng và mọi thứ sinh hoạt chi tiêu và phụ thuộc vào lương của vợ. Từ đấy em cực kỳ khủng hoảng, cực kỳ stress và luôn luôn nghĩ là bản thân mình vô dụng và không lo được cho người yêu cũng như vợ tương lai của mình. Và đã từng thoáng qua trong đầu nghĩ đến cái việc phải chia tay. Lúc đấy em có đi Hồ Tây, thì đúng là Hồ Tây là cũng suýt nữa thì nói câu chia tay này. Thì em không để ý cái việc đấy, thì em không chặn là cái dòng suy nghĩ được luôn, thì em không cho Sơn nói tiếp về cái vấn đề đấy. À, vậy thì hai bạn bây giờ cũng có thể nói là đã vượt qua cái khó khăn rồi, và CD thứ nhất là một người này, chúc mừng và hai người biết là em và em đã rất là tỉnh, vừa suy nghĩ vừa tỉnh để chặn lại cái câu chia tay nhau đi, và em không để câu đấy diễn ra. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển mút đi. Bây giờ mình sẽ nói về kỷ niệm vui nhất. Thời gian giữa bọn em nó dài quá. Cho nên là trước khi tham đến chương trình là cũng đã vợ chồng cũng hỏi nhau rồi, em ơi kỷ niệm vui của mình là cái gì? Không nhớ được vì nó quá nhiều. Đấy, nhưng mà kỷ niệm vui nhất thì cũng không hẳn là nhất, nhưng mà kỷ niệm vui thì chỉ là những cái lần đi chơi hồi sinh viên với nhau. Thời đấy vừa nãy là Sơn kể. Còn Vy thì sao? Em thì em nghĩ là cái giai đoạn mà tức là Sơn có đề nghị với em là đưa em về nhà là mất của mình đang là Sơn. Tức là em nghĩ thời điểm đấy thì chắc là em nghĩ là đàn ông họ sẽ nghĩ nhiều hơn về cái việc mà đưa một người phụ nữ về nhà. Là họ cũng xác định một cái gì đấy lâu dài với mình. Thì em nghĩ đấy là thời điểm khả năng nhiều hơn với chị người đấy. Và okay. Em được nghe là đây em là người phụ nữ đầu tiên mà Sơn dẫn về nhà. Hay quá. Hơn 4 năm sau đó thì hai bạn đã quyết định sẽ cưới nhau về nhà. Vậy thì câu hỏi ở đây là vì sao? Thực ra thì cũng không có một cái nguyên nhân sâu xa nào cả. Hai đứa đều thấy là thời điểm này là điều thích hợp. Vậy thì hai là người chủ động cố hôn và hai là người chủ động nói ra lời là rồi, hai đứa là đều đã tính rồi. Rồi. Ok, là thời điểm này là mình cưới như thế. Là về nói chuyện với bố mẹ, em cũng về nói chuyện với mẹ là bây giờ con cưới thì bố mẹ sắp xếp về con đi một chuyến, cả hai gia đình một chuyện. Sau khi chuẩn bị hòm mọi thứ xong gần hết rồi ấy, em của em mới cầu hôn. Khi nhận được lời cầu hôn thì em cảm thấy bất ngờ không? Hôm đấy là cũng lại một tay. Đúng là nó là một nơi suýt chia tay, nó lại là một nơi mà mình hôm đấy là cứ thế chở em đi, cứ vòng đi vòng lại một cái chỗ đấy, cái chỗ của em cãi nhau. Cứ vừa đi xong vừa nắng, cứ tìm xung quanh, cũng hiểu tìm ai hỏi cũng không nói. Hóa ra là tìm cái bạn đang cầm hoa, nói chuyện với nhau như nào, sai cái địa điểm. Thế chở em đi, chở em lại, cứ 10 vòng cái chỗ đấy luôn. Tức là cái thằng đấy, nó lại cứ tưởng là em lại đang dẫn nó. Là nhưng mà thực ra là em đang đi tìm nó lại đi sau lưng em.
em quay đầu thì nó cũng quay lại. Mình không thấy nó đâu cả. Mà kiểu mà không dám gọi điện thoại. Em sợ gọi điện thoại là lỗ. Thế là em cứ đi tìm, không biết thằng này đứng đâu. Thế nó đi sau lưng mình. Nó lại bảo là tôi tưởng ông là ông dẫn tôi đi đâu. Cười bao nhiêu thế mà không hiểu ý nhau. Ôi trời ơi, chết mất. Ôi vậy là anh này là ai nào mình phải cho ảnh lên lên. Cho lên biết. Vậy thì mãi sao thì đi một người đồng. Như cái chỗ phải những cái góc mà em hay đánh nhau ấy thì chỗ này có người đứng rồi dạ. Đông anh tiến lên đi vù lên phía trên thì bảo em xuống xe, xuống xe, xuống xe đi vào cái vào kia đứng xong rồi thì kiểu đi xuống thế là cầu hôn em cầu hôn cái buổi xong thì lúc đấy em với em đồng ý tại vì là chị biết sao không? Em có nước mắt ở đằng sau em bao nhiêu người đứng lại nhìn vì em xấu hổ và em đọc là đứng lên em bật đầu luôn anh đứng lên quá nhiều người nhìn em xấu hổ ấy. Em có hát lại cái bài hát mà hôm em tỏ tình rồi em nói câu là làm vợ anh nhé rồi em thì rồi em thay lận. Cái bài hát đấy là gì tò mò quá. Đấy là bài yêu em dày lắm. Yêu em cho đến khi con tim yêu em cho đến khi ông thôi là nhìn vào vòng hát này đến khi loài chim quên lối bay khi yêu em trong tay nghe nếu đời là một giấc chiêm bao xin yêu em thiết tha như yêu lần đầu anh muốn yêu em dài lâu. Đứa nào mà nghe bài này mà không đổ luôn thì wow. Đây là gọi là đổ hai lần. Ok, vậy thì bây giờ đã cười nhau về rồi. Vậy thì cũng sống hôn nhiên sao cái kết hôn với như thế nào? À, có gì thay đổi bởi vì hai người yêu nhau rất là lâu. Chính là tình cảm rất là gắn bó keo sơn rồi. Trước khi cưới và sau khi cưới có cái sự thay đổi gì không? Thay đổi lớn nhất đấy là bạn ấy từ việc ở trọ của mình phải về ở với gia đình chồng. Em là trò phải mất một thời gian để làm quen ý. Vì thứ nhất là cái cách sống của mỗi mình cũng khác nhau. Thứ hai là trước khi em ở một mình thì mọi cái nó tự do thoải mái. Tức là em muốn làm gì lớn nào ấy. Yeah. Thì em phải để ý thôi. Ừ. Biết là hai người vừa mới cười nhau thôi. Nhưng mà sau khi cưới và đã dẫn về nhà rồi thì về ngoại hình rồi là tính cách này nó có gì thay đổi không? Có, về sau có gọi là chồng có nhận còn nhận được nhau được không? Tất nhiên là cũng có chứ em. Tức là ví dụ như là ông, em nghĩ là cái chắc là cũng nhiều ông có cái tính cách ấy vừa bãi vừa lắm vừa bộn. Có gì nữa không? Ngoài hiền thì sao? Có gì thay đổi không? Đấy là ai? Ồ, thế là em làm tốt việc của em rồi, còn thì mọi người bảo em là dùng phá quá. Wow, hay quá. Còn Sơn? Em thì thực ra là cũng không có quá nhiều cái sự gọi là kiểu vỡ mộng hay là gì đâu. Thì thực ra là lúc nào cũng muốn ở gần vợ ấy. Thì vợ em đi làm từ sớm à. 6 giờ sáng em phải đèo ra chỗ bến để bắt xe công ty đổ. Rồi 7, 8 giờ tối mới về. Nên là cái thời gian buổi tối cũng một tí một chút. Thời gian buổi tối là chồng với nhau nên thời gian cũng không nhiều. Thứ cũng muốn đi tập đi tành các thứ nhưng mà đôi khi mình thấy là vợ mình đi làm cái này thôi là hai vợ chồng đi lượn đi ăn kem hay đi cái thứ lại thằng béo. Nhưng mà béo trong hạnh phúc thì còn hơn rất là nhiều. Bây giờ đến lúc mà mình sẽ bắt đầu một phút nha. Ok, và bây giờ mình sẽ cho các bạn ba bộ em chưa? Ba bộ để tiết lộ để tiết lộ ba thật xấu của đối phương nhé. Siêu bựa, ok, bựa á? Bựa ấy. Anh cũng tưởng tượng nha, dùng răng mà thì hơi. À, ok, cái đấy thì không kém gì. Nhà mình không thân, nhà mình từ khóa để tính thật tôi là đánh giá mặt. Không, 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 không,
hay cằn nhằn đâu. Cằn nhằn cái đấy thì em nghĩ là bà vợ à? Alo mẹ ạ. Dạ con sắp về rồi. Mấy phút nữa thôi ạ. Dạ. À nó tiếp đi. Cái nữa là cũng là chỉ thôi, bây giờ là đi cưới nhau về là cũng gọi là tự nhiên thoải mái trước mặt em luôn. Thật ra là chị cũng thế, sau khi lấy dê được tầm 1 năm là chị bắt đầu hồi bầu bí là cũng rất là ngại ngùng. Nhưng bây giờ thì chị rất tự tin. Đúng rồi đó. Bọn chị còn có thể là tại sao em đã thử hơi trong khi anh còn chưa kịp xì hơi cả nhà. Nhưng mà anh có bị mình xì hơi những vài năm massage cho em. Các mặt nhạc rất là sâu đắm, rất là tình cảm rồi. Nếu thì đang bóp lửa rồi mình bắt đầu mang ra thì đừng nghe ngay. Vãi trưởng thật. Đôi khi em thấy là mình yêu nhau lâu á, mình thấy những cái điểm xấu đấy đôi khi nó thành điểm tốt. Thành bình thường đấy. Thành bình thường, chứ thành điểm tốt. Tức là mình đã chấp nhận và mình yêu cả những cái xấu đấy của người ta rồi. Cho nên là đôi khi những cái xấu đấy nó mình không để ý trong đầu nữa. Và trong tay thì CJ có hai bản này dành cho hai vợ chồng. Một mặt thì có mặt đỏ này, một mặt thì có mặt xanh. Việc của hai vợ chồng là nghe câu mà CJ với OB sẽ đưa ra. Nếu chúng mình thấy cô đấy nó đúng với mình thì mình đưa ra mặt xanh. Còn nếu mà mình thấy không hợp lệ, không phù hợp với mình thì mình đưa mặt đỏ. Bạn đã hiểu được chưa? Ok. Đơn giản được không? Ok, câu hỏi đầu tiên. Tôi từng nghĩ tới người yêu cũ khi yêu đối phương. Sao phải nhìn vô mà ấy trả lời luôn? Chị Pháp thì hay cảm nghĩ gì về người yêu cũ? Em nghĩ là cái đoạn lúc đầu của em yêu nhau thì lúc đấy thì em cũng chưa quên hoàn toàn. Từ phía em thì sao? Từ phía em thì đúng là cái người yêu cũ em chia tay ấy, nó nhìn em buồn. Cho nên là đôi khi với cả nó là cái thời mình chỉ có cùng một đôi khi nó. Nhưng mà nó cũng là một cái gì ấy, tình yêu đầu đời. Đôi khi là cố tình hóa qua thôi. Yeah. Câu thứ hai, câu này rất là nguy hiểm này. Tôi đã từng có lúc tức giận đến mức muốn đánh đối phương. Thì em nghĩ là cũng chưa đến mức như thế. À rồi. Tất cả phụ nữ thì không phải động tay động chân đúng không? Thế em nghĩ là cũng không phải vấn đề gì cả. Em đi mình làm như thế này. Thế thì còn Sơn thì đã đến mức mà muốn đánh vợ mình mà bạn. Là đánh như thế nào? Em không nhớ đâu, nhưng mà đi lần nào cũng nhát đi nhát lại. Ngày xưa anh xích đánh em chả nhớ là đấy như thế nào. Mà kêu là em là ngày xưa là từng giơ tay đánh em chưa bao giờ em động tay em thân rồi. Không nhớ là cái nhau bị chuyện gì mà đúng là. Mỏng thật. Đôi khi này nhiều khi cãi nhau vướng lắm. Nói cứ im ấy. Em bảo là cãi nhau có gì thì cứ nói ra. Bức xúc cái chuyện gì cũng có vấn đề gì. Anh làm sai cái gì thì em phải nói ra. Bây giờ cứ im. Bực mình. Em thì em nói trong lúc đấy. Vì em biết cả hai đều không kiềm chế được. Anh không nói. Anh cứ tưởng là nó sẽ ngược lại luôn. Câu hỏi thứ ba. Tôi có thể đọc 3 món ăn mà người kia thích nhất. Ba món ăn của Sơn thích nhất là gì? Em nghĩ đầu tiên đậu. Tất cả mọi thứ liên quan đến đậu. Thứ hai là em nghĩ là sụp. Dễ thương đấy. Đúng mình vậy. Em ăn cái gì nó rất tổn thổi. Thứ ba em nghĩ là Trứng gà. Có phải không Sơn? Dạ, em dễ ăn, dễ nuôi lắm. Dễ nuôi là cái gì ngoan được đúng không? Cái giọng vừa ba con thứ nhất là món khi mà đậu đúng không? Đậu thì đúng, phụng thì đúng. Cái gà thì bình thường. Bình thường. Vậy thì tại sao bây giờ Sơn không thể nói được ba món nào nó thích nhất? Bọn em cũng là kiểu dễ ăn ấy. Dễ ăn, dễ nuôi, tức là cái gì mà ăn được. Tức là cái gì không biết ăn thì em biết, nhưng mà cái gì thích thì em không biết đâu. Vì cái gì cũng thích. Đấy. Tôi là người có những cầu chân gối tha thôi. Ôi, mình cứ thổi thế nào mà ra là cũng đúng, ok. Vậy thì theo mình biết là một người phụ nữ vừa mới sinh con thì sẽ không có nhiều nhu cầu về chân gối. Nhưng mà một người phụ nữ là đang là một cái chân phải làm mong đấy, mà đang trẻ, mà đang sức mạnh là ok đầy đủ thì tại sao? Thực ra em cũng cảm thấy là em cũng phải thay đổi vấn đề này một chút. Em đi làm ở xa, người ta không được ăn gì, cho nên là
cái việc đấy với em ngày trong tuần. Nó không hẳn là cái gì quá, nhưng mà em nghĩ là để bản thân mình muốn thực sự thì nó không có thật. Em không biết là em chỉ nặng yếu hay sao mà cứ đấm lưng bà này 5 phút rồi bà ngủ kít thao lò. Theo kiểu gì không vậy? Ui, đấy cứ em kiểu xuống bên đăng cái lên ra thấy ngủ rồi. Cái mà em cần thay đổi không phải là em cần phải có nhu cầu cao hơn, mà em cần việc thẳng thắn hơn, được nhiều hơn, được thả lỏng hơn, tất cả mọi thứ tốt đẹp hơn nó sẽ theo mình thôi. Thôi không phải là em cần thay đổi để chiều lòng sớm hơn, đúng không? Ok, câu thứ 5. Tôi nghĩ rằng giữa chúng tôi sẽ không bao giờ có người thứ ba. Tuesday. Tức là Sơn nghĩ là sẽ không bao giờ có, còn Lý nghĩ có khả năng sẽ có. Em thì em nghĩ em phải thực tế hơn một chút. Tức là cuộc sống sau này nó cứ dài thì không thể bảo chắc chắn một vấn đề gì. Em nghĩ là cái vấn đề đấy nó cũng là cái sẽ xảy ra. Mình không bao giờ nên nghĩ, mình không phải chủ quan. Thôi thì sao? Tại sao em lại có thể dám chắc rằng là em không bao giờ thì em cũng biết được người 10 năm, 20 năm nữa thì như thế nào. Em chỉ biết là hiện tại thì em sẽ không bao giờ để thì có thể là xem cái đạt được hiện tại nó đang. Giây phút này thì chúng ta sẽ dành một khoảng thời gian nhé để chia sẻ với nhau những cảm tình, những lời vui, buồn, cảm ơn, whatever mà mình muốn chia sẻ với nhau. Anh nghĩ là anh sẽ nghe nhiều hơn vì chưa được cho cả anh là người. Một người đàn ông rất thông minh. Anh muốn nghe thì cảm tình, những cái cầu hôn các thứ hay là bất kỳ em chỉ là để anh là người chủ động. Anh muốn hôm nay đặc biệt là để nghe từ em người. Nhân thế cái sự hào hức thì thực tế thì em và anh là cùng nhau trải qua những năm tháng cũng có rất nhiều được xảy ra và đã cùng nhau vượt qua để đến lúc như thế này. Anh nghĩ là sắp tới hy vọng là mình sẽ cùng nhau để cố gắng như thế. Và một cái em muốn thay đổi hơn là em cần biết là thật sự em rất mong được chia sẻ với anh. Vừa em là sẽ được hơn mong có một gia đình được hơn hạnh phúc và mong hai giờ sẽ cùng công tác để ra đời em bé nha. Trong hôm nay nhé. Vừa em trời ơi! Wow! Ngày hôm nay mình đang nghe rất nhiều câu chuyện vui và buồn cũng có, không cũng có, không cũng có. Trời, những cái việc bừa bộn cũng có. Cho nên là CD thay mặt chương trình cảm ơn hai vợ chồng đã đến với chương trình ngày hôm nay. CD rất là mong là hai vợ chồng sẽ luôn luôn thấu hiểu và luôn luôn hiểu nhau, luôn luôn yêu nhau và sẽ sớm đón một con chúa hoặc một hoàng tử